Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Dụng cụ đột lỗ hiện tại của mình chế không có thanh chặn để giữ cho phôi rớt xuống. Vì thế mỗi lần đột phải dùng tay để tháo phôi như thế này, rất mất thời gian và bất tiện. Nên phiên bản máy đột lần này mình sẽ cải tiến lại, có thêm thanh chặn để giữ phôi. Và mình cũng sẽ tăng kích thước của đàn sắt tròn và tay kéo lên lớn hơn. Lỗ ren M6 trên thanh trượt mình sẽ khoan lên lỗ 8 ly xuyên qua. Tay kéo cũ có kích thước là 60mm, bây giờ mình sẽ tăng lên 65mm. Ở đây mình đã khoan sẵn một lỗ phi 20. Tiếp theo mình sẽ khoan thêm một lỗ 8 ly xuyên qua ở trên đoạn sắt tròn. Mình sẽ cắt bớt chốt 20mm này để có chiều dài bằng chiều ngang của hộp sắt. Ok, như vậy là mình đã cắt xong. Tiếp theo, ở bên phải của hộp sắt, mình cũng sẽ tạo thêm một rãnh 8mm như ở bên trái. Ok, tiếp đến mình sẽ dùng hai thanh sắt tròn có kích thước là 8mm, dài 70mm. Mình sẽ khoan lỗ khoảng 3 ly ở hai đầu. Hai thanh sắt tròn này sẽ gắn vào thanh trượt và đoạn sắt tròn của tay kéo. Phần móc để móc lò xo mình cũng sẽ cắt bỏ luôn. Tiếp theo mình sẽ dùng hai thanh sắt có kích thước là 20x120mm, có chiều dày khoảng 5 ly. Mình sẽ đo lại chiều dài hành trình lên và xuống của thanh trượt. Đây là hành trình lúc thanh trượt kéo xuống. Và đây là hành trình đẩy lên của thanh trượt. Nhiệm vụ của hai thanh sắt này là khi mình đẩy tay kéo về đằng sau thì nó cũng sẽ kéo thanh trượt về. Tiếp đến mình sẽ dùng miếng sắt mình đã khoan sẵn lỗ 10 ly và mình sẽ hàn vào hai bên của hộp sắt như thế này. Mình sẽ bắt cố định hai con bù long 10 ly này vào. Tiếp đến là mình sẽ hàn thanh chặn này vào đuôi của hai con bù long. Ok, như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ ráp các chi tiết này vào.
Thanh chặn này có thể điều chỉnh lên xuống được để phù hợp với chiều dài của sắt mà mình muốn đột. Tiếp theo mình sẽ thử đột với inox có chiều dày khoảng 1,5 mm. Đây là inox thật nhé, không hề bị hút lại bởi nam châm. Mất công một số bạn không tin đây là inox. Và cuối cùng mình sẽ thử đột với sắt dài 4 mm. Ok, như vậy là mình đã test xong dụng cụ đột lỗ phiên bản thứ hai này. Ban đầu khi mình chế dụng cụ này, mình kỳ vọng là nó có thể đột được 3 ly thôi. Kết quả là nó có thể đột lên được 4 ly, vượt hơn kỳ vọng của mình. Đây là dụng cụ thủ công, dùng bằng sức người để kéo, nên mình nghĩ dụng cụ này đột ổn định ở mức 3 ly thôi, vừa nhẹ và đỡ mệt sức hơn là mình đột 4 ly. Nếu như các bạn thấy video này hay và có ích cho các bạn, thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn, bye bye.